Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Nguyễn Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả với phần 4 của Thời sự Thế giới. Như chúng ta cũng đã theo dõi liên tục trong vòng 24 giờ vừa qua, sau khi xảy ra vụ tấn công phía bên ngoài phi trường thủ đô Kabul đã gây thiệt mạng cho hàng chục binh sĩ Hoa Kỳ trong lực lượng thủy quân lục chiến. Lực lượng này giữ trọng trách bảo vệ thường dân và công dân Hoa Kỳ trong lúc tiến trình di tản ra khỏi thủ đô. Vào sáng ngày hôm qua, sau khi hay tin thì Tổng thống Joe Biden đã được đưa vào Situation Room, chúng tôi tạm dịch là phòng chiến sự, bởi vì phần lớn căn phòng này nhỏ, tập trung các giới chức lãnh đạo để xem diễn biến đối phó với tình hình biến động ở nước ngoài như thế nào. Thì khi ông vào đây thì chính ông đã chứng kiến được cái cảnh tàn khốc mà không ai có thể giấu được cái cảm xúc, và chính vì thế mà ông đã dành hết thì giờ ngày hôm qua để đối phó với cái tiến trình mà di tản. Vào sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, bên phía ngũ giác đài tuyên bố chỉ có một vụ tấn công khủng bố bằng bom mà thôi, chứ không hai vụ. Vị tướng lãnh phát ngôn viên của ngũ giác đài cho biết họ đến giờ phút này cũng không biết tại sao. Ông chỉ nói rằng cũng không biết lý do nào mà bên phía ngũ giác đài lại nhận được hai tin tức cho rằng, và như chúng tôi đã tường trình sau khi đọc được các bản tin của AP, Reuters và CNN tường thuật tại chỗ, thì họ lại nói là hai vụ tấn công, một vụ ở cổng Abbey Gate ở phi trường Kabul, một vụ khác xảy ra tại khách sạn rất gần với thủ đô Kabul. Thậm chí tối ngày hôm qua BBC cũng đưa ra chính cái vị trí của hai khu vực bị tấn công. Thế nhưng đến sáng ngày hôm nay, ngũ giác đài tuyên bố chỉ có một mà thôi. Mà quý vị có thể tưởng tượng kẻ ôm bom tự sát hay là chạy xe bom tự sát nổ mà có đến hàng chục thường dân thiệt mạng. Ngũ giác đài đã xác nhận ngày hôm nay 13 binh sĩ Hoa Kỳ đã thiệt mạng. Đến tối khuya ngày hôm qua báo cáo là 12, nhưng mà đến sáng ngày hôm nay có thêm một binh sĩ đã tử vong trong bệnh viện bởi vì cái vết thương quá nặng. Trong cuộc họp báo và phần trình bày của Tổng thống Joe Biden ngày hôm qua, ông tuyên bố, và một tuyên bố được xem là nặng nhất, hùng hồn nhất được trích thuật, đó là chúng ta sẽ không tha thứ và sẽ không bao giờ quên vụ tấn công này. Có nghĩa là chính phủ Joe Biden hiện nay đang tìm kiếm một cái phương cách để tiếp tục cái cuộc chiến chống khủng bố, thưa quý vị. Tại cuộc họp với nhà lãnh đạo ông Lý Hiển Long của Singapore liên quan đến vấn đề đại dịch và cuộc di tản, thì chính ông Thủ tướng Singapore cũng đã tuyên bố ông hy vọng, và bây giờ người ta mới nhớ lại, ông nói rằng ông hy vọng là trong cái vụ mà di tản rút quân của quân đội Hoa Kỳ sẽ không để cái vấn đề, không để quên cái vấn đề chống khủng bố, bởi vì một số các quốc gia lo sợ là cái tình hình sẽ biến động trở lại một khi lực lượng quân sự của Hoa Kỳ rời khỏi Afghanistan, để lại một cái vùng chiến thuật cho Taliban và ISIS cũng như Al-Qaeda. Thế thì tuyên bố của ông Joe Biden vỏn vẹn chỉ có một câu: chúng ta sẽ một hình thức trả thù cho cái chết của các binh sĩ này, và thứ hai sẽ không bao giờ quên. Và vì thế, tin tức vào sáng ngày hôm nay cho biết, mặc dù quân đội Hoa Kỳ đã rút lui, thế nhưng cơ quan tình báo trung ương CIA của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với Taliban. Bởi vì tin tức ghi nhận, Taliban đã lên án vụ tấn công này. Họ nói rằng họ đã đồng ý với quân đội Hoa Kỳ cho phép để rút quân, và thậm chí họ nói đó là họ cũng muốn giữ cho thủ đô và hoạt động từ kinh tế, tài chính và chính trị của đất nước được ổn định.
Bởi vì sao? Taliban như chúng ta đã nghe các phần tường trình đó, họ giống như là những thợ rừng đó, ở trong rừng rú đi ra, làm sao mà biết được những cái việc mà điều hành tài chính, chính trị và kinh tế như thế nào. Cho nên họ muốn giữ lại các chuyên gia ở lại trong nước. Và vì thế họ chưa kể đó là cái tài khoản lên tới 10 tỷ Mỹ Kim vẫn còn kẹt ở trong ngân hàng New York. Đây là cái ngân sách rất quan trọng để mà giúp tái thiết. Mặc dù nói là cuộc chiến, nhưng mà thực sự khi mà tiến vào đây đã không có một tiếng súng nổ nữa. Quân đội Afghan đã bỏ súng, họ cứ để cho Taliban tiến vào. Đó là lý do tại sao họ tiến nhanh như thế. Và họ không thể nào thực hiện cái vụ tấn công khủng bố, mặc dù họ nói rằng họ muốn Hoa Kỳ giữ nguyên cái ngày 31 tháng 8. Mặc dù Hoa Kỳ biết trước được và họ đã đưa ra lời khuyến cáo, như chúng tôi đã thưa trước khi xảy ra cái vụ tấn công đó, là quân đội Hoa Kỳ đã đưa ra cái lời khuyến cáo với người dân đừng nên tìm cách tới thủ đô. Mà nếu không tới thủ đô thì không tới phi trường Kabul thì làm sao lên máy bay được. Nhưng mà họ nói rằng do cái tình trạng đầy biến động và âm mưu khủng bố từ những tay chiến binh ISIS này, cho nên họ rất lo ngại là sẽ xảy ra. Và quả nhiên như thế, thưa quý vị, biết trước là sẽ xảy ra vụ tấn công nhưng mà không có phòng ngừa được. Và đó là cái hậu quả đã dẫn đến cái vụ chết người nhiều nhất từ nhiều năm qua. Tính đến giờ phút này thì 90 thường dân Afghan đã thiệt mạng, hàng chục người khác vẫn đang được điều trị và bây giờ họ đang thiếu thốn đủ mọi thứ cả. Thứ hai nữa, đến sáng ngày hôm nay thì hầu hết những cái quốc gia đồng minh với Hoa Kỳ, trong đó có Úc, Canada, Đức, Anh, Pháp, rồi Thụy Điển, vân vân, họ tuyên bố trong ngày hôm nay họ sẽ hoàn tất việc di tản công dân của họ ra khỏi nơi đây. Thụy Điển vào sáng ngày hôm nay tuyên bố chuyến bay cuối cùng đã rời khỏi phi trường Kabul. Cho nên từ bây giờ đến khuya thứ hai, rạng sáng thứ ba là ngày 31, Hoa Kỳ phải hoàn tất toàn bộ việc di tản, mà chưa biết được cái vấn đề di tản này sẽ hỗ trợ được cho toàn bộ các cư dân trong thời gian mà bọn ISIS tiếp tục đưa ra những cái lời đe dọa sẽ còn thực hiện thêm những vụ tấn công khác nữa. Và quay trở về với những bản tin địa phương thì thưa quý vị, có hai bệnh viện ở tại San Francisco khu vực Bay Area đó bị tố cáo là có những cái sai phạm và đã liên tục làm mất thi thể của những bệnh nhân hoặc người nhà của bệnh nhân vào đây chữa trị. Và cái việc này không phải là lần đầu tiên mà đã xảy ra từ năm 2019. Đây là bệnh viện Good Samaritan Hospital, thưa quý vị. Cái bệnh viện này là một hệ thống rất là lớn, không những ở San Francisco mà San Jose cũng có nữa. Thì công ty mẹ đó là HCT. Thì cái vụ mới nhất đó là mới vào hồi cách đây một tháng, vợ chồng của bà Julian Monticlone, thưa quý vị, bà Julian đó có bầu 6 tháng nhưng mà bị vì những cái biến chứng đó cho nên là phải vào bệnh viện này và được lấy hẹn là phải mổ lấy baby ra, là bởi vì bác sĩ khi mà khám đó phát hiện là có thể là baby đã chết ở trong bụng rồi, cho nên là bà biết cái vấn đề đó và bà khi mà có cái hẹn lịch mổ đó bà cũng đã yêu cầu phía bệnh viện, là bởi vì bà nói là gia đình sẽ sắp xếp cho nhà thờ địa phương đến cái ngày bà xuất viện, bà muốn lấy thi thể của con về. Mặc dù vậy nhưng mà sau khi mà mổ xong đó thì tịnh dưỡng ở bệnh viện khoảng một tuần, thì bà nói đến cái ngày mà bà muốn cần ký giấy tờ để lấy thi thể đứa bé thì phía bệnh viện này cho bà chờ 3-4 tiếng đồng hồ để họ đi tìm. Cuối cùng phát hiện là y tá của bệnh viện đó, thưa quý vị, cái ngày bà mổ xong đó thì thay vì cái phần mà ghi là mổ lấy cái gì ra khỏi cơ thể thì người y tá bây giờ không biết là ai đã dán cái sticker nói là bà này mổ lấy tissue ra, nghĩa là chỉ là cái mô thôi chứ không phải là cái body, cho nên ghi tissue thì cái người mà dọn dẹp sau đó đó họ đã quăng luôn cái thi thể của đứa nhỏ này vào trong mấy cái thùng rác y học. Cho nên là bây giờ gia đình của bà này đó đã quyết định là nộp đơn kiện. Thì sau khi mà cái tin tức này lan truyền đó thì báo chí địa phương mới phát hiện là vào năm 2018
cũng cái bệnh viện này đã làm mất thi thể của mẹ cô Dana Venosta thôi quý vị. Cô này đưa mẹ vào bệnh viện phải mổ xẻ gì đó thì mẹ của cô qua đời, nhưng mà phía bệnh viện lại dán lộn tên khiến cho cái thi thể của bà đó cuối cùng cũng bị quăng mất luôn. Đến bây giờ cô này cũng không tìm lại được thi thể của mẹ cổ. Thì cái vụ vào năm 2018 đó, phía bệnh viện này đã đền một cái số tiền đền bù, và trong một cái văn bản là không được tiết lộ công khai, thì cô này cổ mới rút đơn kiện. Không riêng ở cái nơi mà ở tại San Francisco, mà cái hệ thống bệnh viện này ở San Jose từ năm 2019 cũng bị cơ quan liên bang phạt liên tục phạt vì những cái lỗi tương tự là cứ làm mất thi thể của bệnh nhân. Và CEO của cái location ở San Jose đã phải từ chức vào năm ngoái thưa quý vị. Chúng tôi vừa nhận được một bản tin breaking news từ NPR, đài phát thanh công lập của Hoa Kỳ, cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công ở Kabul, thường dân của người Afghanistan, 169 người thưa quý vị. Và hai giới chức đếm được những cái xác này trong nhà xác, họ nói cái số người chết có thể còn tăng thêm nữa bởi vì nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch ở trong bệnh viện. Một lần nữa, 169 thường dân Afghan đã thiệt mạng trong vụ tấn công, chỉ có một tên ôm bom tự sát mà thôi. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin cập nhật trên trang mạng littlesaigontv.com và giữ nguyên băng tần này theo dõi các chương trình thường lệ của đài quý vị nhé. Chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều sức khỏe bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.